bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên PLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Khánh Trang và Anh Phong mến chào quý vị thính giả đến với bản tin 17 giờ do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2016 gồm có những thông tin sau. Tử hình kẻ đốt hai mẹ con bạn gái. Vụ con ruồi, Viện Kiểm sát đề nghị bác đơn kêu an của Võ Văn Minh. Bắt giam nghi can đánh trọng thương một kiểm lâm. Vũ Văn Tiến làm đơn xin giám đốc thẩm. Nhiều nghi vấn vụ cô gái bỏng nhảy từ tàu 1 xuống đất. Xả súng đẫm máu tại bang của Tổng thống Obama. Cụ ông cướp ngân hàng để ngồi tù vì chán vợ. Và sau đây là thông tin chi tiết. Quý vị thính giả thân mến, ngày 8 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn, sinh năm 1970, ngụ quận 3 về tội giết người. Tháng 4 năm 2015, Tấn và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết có quan hệ tình cảm với nhau, được 6 tháng thì chia tay. Do thù hận, bị cáo Tấn đã mua 8 lít xăng đốt nhà hai mẹ con bạn gái. Khi chị Tuyết và con gái, sinh năm 1999 đang ở dưới nhà bếp nấu ăn, Tấn cầm can xăng tạt vào người hai mẹ con. Cùng lúc Tấn định bật lửa từ quạt ga thì lửa từ bếp ga đã cháy lan sang hai người mẹ con chị Tuyết. Hai nạn nhân đã được người nhà đưa đi cấp cứu. Chị Tuyết thoát chết nhưng bị thương tích 81%, riêng con gái tử vong trong bệnh viện. Gây án xong, Tấn bỏ trốn. 3 ngày sau, Tấn bị công an bắt giữ. Liên quan đến vụ chai nước có ruồi, sáng nay ngày 8 tháng 9, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở xét xử phúc thẩm vụ chai nước có ruồi trị giá 500 triệu đồng. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Nêu quan điểm trong phiên xét xử kêu an của Võ Văn Minh về tội cưỡng đoạt tài sản sáng ngày 8 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng bị cáo đã liên tiếp đe dọa công ty Tân Hiệp Phát, buộc phải trả 500 triệu đồng để đổi chai nước ngọt có ruồi. Hành vi của Minh là phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Chiều ngày 8 tháng 9, phiên tòa tiếp tục được diễn ra. Cũng trong ngày 8 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Hồng, 44 tuổi, xã La Nga, huyện Định Quán để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vào ngày 18 tháng 8, hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai nhận được tin báo của ông Phan Văn Hồng chắn bựng trái phép tại khu vực Long Hồ Trị An, huyện Định Quán, Đồng Nai, nên cử đoàn kiểm lâm xuống kiểm tra, nhắc nhở. Tuy nhiên, trong khi hai bên qua lại lớn tiếng thì xảy ra xô xát và ông Hồng đã dùng chiếc chèo ghe đánh trúng nhiều vào các kiểm lâm viên Nguyễn Danh Kha, 50 tuổi, gây thương tích. Mọi người đã đưa kiểm lâm viên Kha đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán. Ông Kha bị thương tích với tỷ lệ 36% tạm thời. Liên quan đến vụ thảm sát Bình Dương, ngày 8 tháng 9, luật sư Lê Văn Nam, người bào chữa cho Vũ Văn Tiến, 25 tuổi, ngụ Bình Phước cho biết, ông đã làm đơn đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm gửi chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo nguyện vọng của thân chủ mình. Trước đó, ngày 8 tháng 8, Tiến đã có đơn yêu cầu luật sư Nam tiếp tục thực hiện việc bào chữa, hỗ trợ pháp lý cho mình. Tiến cho rằng anh ta bị Nguyễn Hải Dương, 25 tuổi, ngụ An Giang, lợi dụng lừa gạt, đe dọa, khống chế tinh thần, bị đẩy vào tình thế buộc phải phạm tội. Trước đó, Tiến và Nguyễn Hải Dương bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên án tử hình, còn Trần Minh Hoài, 28 tuổi, ngụ Vĩnh Long, lĩnh 16 năm tù. Sau đó, Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã giữ nguyên mức án với các bị cáo. Quý vị thính giả thân mến, khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 9, căn nhà số 161 Hàng Hải Nguyên, phường 2, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh phát hỏa. Từ trong đám cháy trên tầng 1, một cô gái nhảy xuống đất, người mang thương tích. Theo người dân ở đây, trong ngôi nhà này có một gia đình và một đôi trai gái cùng thuê trọ. Thường ngày, căn nhà làm nơi bán hủ tiếu buổi sáng và tối bán quán nhậu. Do tranh cãi, nam thanh niên dọa tẩm xăng đốt nhà. Sau đó thì xảy ra vụ việc, nam thanh niên đã chạy trốn. Vụ cháy đã thiêu rụi khuôn viên khoảng 35 m² và tầng 1 của ngôi nhà. Theo một nhân chứng, nam thanh niên sống tại Thành phố Hồ Chí Minh làm nghề dán keo xe, cô gái bị bỏng nặng tên Huệ, hơn 20 tuổi. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Ngày 5 tháng 9 vừa qua, thành phố sân nhà Chicago của ông Obama lại xảy ra một loạt các vụ xả súng đẫm máu, ít nhất 13 người bị bắn chết. Sở Cảnh sát Chicago cho biết ít nhất 13 người đã bị bắn chết vào cuối tuần qua. Trong số những người bị thương có một phụ nữ đang mang thai và đã bị bắn vào bụng. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này không phải là mục tiêu của kẻ tấn công. Vào ngày 6 tháng 9, cô đang trong tình trạng nguy kịch. Tình trạng của đứa bé vẫn chưa được công bố. Cảnh sát cho biết lý do các vụ giết người gia tăng có thể là do mọi người dễ dàng có được súng và có nhiều băng nhóm bạo lực. Sĩ quan cảnh sát Eddie Johnson đã cho biết rằng có nhiều vụ bạo lực do súng và do luật kiểm soát súng lỏng lẻo ở bang Illinois. Bang Illinois cho phép những người bị bắt về tội sử dụng súng được ra tù sớm hơn so với các bang khác. Một cụ ông Mỹ 70 tuổi bị buộc tội cướp ngân hàng tại một thành phố của Kansas đã khai nhận lý do cướp vì muốn vào tù hơn là phải sống với vợ. Ông Ripple đã đến ngân hàng đe dọa người thủ quỹ và cướp tiền, nhưng khi nhận được tiền rồi, thay vì bỏ trốn, ông Ripple lại cầm tiền và kiếm một chỗ ngồi ngay sẵn trong ngân hàng. Người bảo vệ lấy lại số tiền từ ông Ripple và giữ ông ở lại chờ cảnh sát tới. Ông Ripple cho biết, ông và vợ của ông liên tục cãi vã và ông không muốn sống trong cảnh đó nữa. Bản xác nhận chính thức tại tòa mở hôm 2 tháng 9 của một nhân viên FBI cho biết, ông Ripple đã viết ra yêu cầu của ông ngay trước mặt vợ mình và nói với bà ấy rằng ông thích ở tù hơn là ở nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin ngày mai. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên PLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.